Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Đóng mở đá nhau ngoái mũi và vaccine tàu. Cuộc chiến tổng lực huy động quân đội chính quy, công an, cảnh sát, dân phòng và vũ khí hiện đại như xe tăng, thiết giáp cũng như rào sắt kẽm gai, xây dựng pháo đài, lô cốt khắp thành thị và nông thôn Việt Nam đã thành công rực rỡ, đưa người dân đến cùng cực đói nghèo và tột đỉnh của hoang mang. Tác giả Gió Bấc đã đưa ra lời bình luận như vậy trên đài FA. Và đáng khích lệ hơn là trên 80.000 doanh nghiệp trong nước đã rời bỏ thị trường, đóng cửa. Kèm theo đây là hàng triệu việc làm đã vĩnh viễn mất đi. Các hiệp hội doanh nghiệp trong nước kêu than, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài ra tối hậu thư sẽ rời đi nước khác, ngân sách quốc gia trống rỗng. Đây là hình ảnh rất ít doanh nghiệp áp dụng 3 tại chỗ như trong hình, nghĩa là phải cung cấp cho nhân viên ăn, ngủ và làm việc tại doanh nghiệp. Hiện nay, có thể nói là hơn 90% doanh nghiệp đã ngừng hoạt động. Các lãnh đạo chuyển giọng như sống chung với dịch, dàn đồng ca tuyên giáo cũng hòa theo mở cửa bình thường mới, Kiên Giang mới đỏ quạch hóa xanh dởn. Hà Nội đang rối bời giấy đi đường cũ và mới, bỗng dưng 5 cửa ô mở toang, đường phố bừng lên chảy hội trung thu, chừng như sắp đến ngày toàn thắng vậy. Thấy vậy mà không phải vậy, trong tư duy vĩ đại của lãnh đạo, của Đảng Cộng sản, giấc mơ tan bóng giặc F0 vẫn còn đó, và thể chế tiên tiến của hệ thống chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa, đậm đà bản sắc dân tộc, đang vận hành theo thời đại cơm chấm cơm quốc sách, tỉnh sách, huyện sách về đóng mở, đang đá nhau, côm cốp giữa nơi này hay nơi khác, ngành này với ngành khác, gây ra những hoang mang cực độ. E rằng điệp khúc này, nay mai, đã đóng rồi mở, rồi những công văn ra khẩn thực hiện lúc không giờ sẽ còn tái diễn dài dài. Chuyện vui là tất cả sai lầm đều do lỗi thẳng cấp dưới. Thủ tướng sống chung và trưởng ban pháo đài. Sau nửa tháng mướt mồ hôi xây dựng pháo đài chống dịch, trực tiếp làm việc với hơn 9.000 phường xã, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thay đổi tuyên ngôn. Vào ngày 2 tháng 9, ông Thủ tướng tự diễn biến là không thể sử dụng biện pháp cách ly, phong tỏa mãi được, vì khó khăn cho nhân dân và nền kinh tế là rất lớn. Nghe ông Thủ tướng nói, dân tỉnh phát hàm, tưởng rằng được tháo cũi sổ lòng. Nam thì đi hớt tóc để phân biệt giới tính, nữ đi chợ để chứng tỏ, ngoài mì chính gói, còn có thứ khác gọi là thức ăn. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát khu cách ly tại ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng chiều ngày 5 tháng 9, tại trụ sở chính phủ, ông Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố, 705 quận huyện, 9.043 xã phường cả nước. Đại diện của các lãnh đạo các địa phương đã báo cáo ông Thủ tướng Chính phủ về tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, nêu những nguyên nhân bài học kinh nghiệm, trong đó khẳng định chủ trương lấy xã phường, thị trấn làm pháo đài, người dân là chiến sĩ trong phòng chống dịch. Và việc tăng cường đưa dịch vụ y tế về cơ sở để phục vụ người dân ngay tại cơ sở là hoàn toàn đúng đắn. Ấy là do các địa phương yêu cầu tiếp tục phong tỏa, nên ông Chính, trưởng ban buộc lòng phải chấp thuận, chứ ông nào cũng muốn cách ly, phong tỏa làm gì. Chỉ có điều tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang lỏng tay, không đếm đầu, không nhốt kỹ F0 đã bị mắng té tát trước bản dân cả nước, được báo chí, đài và dư luận viên mạng xã hội rầm rộ tung hê như té sống. Chỉ vài ngày sau đó cũng làm việc trực tuyến, lần này chỉ phát TV mà không đăng báo. Ông Thủ tướng lại thương dân mắng nhẹ nhàng chính quyền cấp dưới như sau. Có một ca F0, anh em phong tỏa cả khu phố. Một khu phố bị thì anh em phong tỏa cả huyện. Phong tỏa rồi làm gì thì không biết, không mục tiêu, lộ trình, không biện pháp. Thấy có ca F0 ngoài cộng đồng là lại phong tỏa. Có lẽ cấp dưới hiểu ý và tin cậy ông Chính, trưởng ban hơn, nên nhiều nơi nâng cấp chiến lũy kép gai lên trường thành với tôn thép, rào chắn, hàn bịt kín đầu hạ làng cửa hẻm. Xe tang, xe cấp cứu, xe vận chuyển oxy đều vô phương vận chuyển. Và Thành phố Hồ Chí Minh đã biện bạch như thế nào? Cách ly F0 là do cấp dưới hiểu lầm. Đây là hình ảnh hôm 21 tháng 9, ông Nguyễn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nói cuộc họp rằng gom F0 đi cách ly tập trung là do cấp dưới hiểu nhầm. Logic do cấp dưới trong chống dịch cũng đã xảy ra ở Thành phố Hồ Chí Minh,
qua chuyện bóc tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng và đưa vào các khu cách ly tập trung hay bệnh viện dã chiến. Phương pháp chống dịch này đã và đang được thực hiện trong cả nước, đồng hành với pháo đài chiến lũy để tìm diệt F0. Và với lượng người nhiễm quá đông nên việc nơi này đã trở thành lò ấp COVID. Người nhiễm nhẹ vào lò thì nhiễm nặng thêm. Người nhiễm không có triệu chứng có lẽ sẽ có triệu chứng và sau khi trở nặng sẽ chuyển sang tử trần. Giới chuyên gia đã nhiều lần cảnh báo mãi đến khi tất cả đều quá tải, thành phố mới xin trên cho thí điểm F1 và F0 được cách ly tại nhà. Mới đây, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho rằng đây là do cấp dưới hiểu nhầm. Sở Y tế đã ghi nhận tình trạng này và đã chấn chỉnh nhắc nhở các quận, huyện thời gian vừa qua. Nhưng dư luận và giới chuyên gia không chấp nhận cách cấp dưới hiểu nhầm này, vì song song với việc đưa cách ly là thành phố vẫn tiếp tục xét nghiệm truy tìm COVID đại trà. Vào ngày 17 tháng 9, trong cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố, giới chuyên gia đã đồng loạt kiến nghị dừng ngay việc làm này vì rất tốn kém và không hiệu quả. Chỉ cần tập trung xét nghiệm nhóm có nguy cơ cao như người giao hàng, nhân viên sân bay, nhân viên y tế, người cao tuổi, v.v. Gần 5 tháng trôi qua, TP.HCM đã sử dụng hơn 9,6 triệu kit xét nghiệm kháng nguyên nhanh. Thế nhưng, sau hội nghị này, lãnh đạo thành phố đã đề xuất Trung ương phân bổ thêm 10 triệu bộ kit test nữa. Việc test đại trà vừa không hiệu quả, tốn kém và có nhiều nguy cơ lây nhiễm chéo, gây tổn thương cho người bị test đang là nỗi ám ảnh của người dân cả nước. Có thể nói không ngoa rằng sau thời gian dài chịu đựng người dân còn không sợ COVID bằng sợ ngoáy mũi, cách ly. Ông Nguyễn Văn Nên ít nhất 2 lần đã được các chuyên gia góp ý trong cuộc họp vào tháng 7 năm nay. Có lẽ ông đã không bảo thủ, không muốn khoét mũi người dân nhưng vẫn phải làm với sức ép nào đó từ ở bên trên. Và một điều chớ trêu và nguy hiểm cho Việt Nam đó là quốc lộ của nước này lúc mở lúc đóng tùy tiện. Đây là hình ảnh vào hôm 15 tháng 8, hàng trăm người dân lình kình hành lý ùn ùn kéo về quê trên xa lộ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Dòng người đã bị chặn lại ở chốt kiểm soát gần khu vực Suối Tiền. Ngày xưa người ta vượt biên ra nước ngoài tìm tự do thì phải chịu khổ bắt bớ giam cầm cũng đáng. Ngày nay những người lao động nghèo bị thất nghiệp do dịch thì tự tìm đường về quê cũng trăm ngàn nỗi khổ. Không tính đến những trường hợp đi trái phép, không có giấy tờ, ngay trong trường hợp có đủ giấy tờ nhưng nơi này cho nơi khác cấm mới là đỉnh cao trí tuệ của chính quyền nhân dân tại Ba Đình. Một nhóm ngư dân quê ở Kiên Giang và An Giang đánh quá thuê bị mất việc, mua xe đạp đi từ Nam Định về quê. Qua mỗi tỉnh họ phải bỏ tiền ra để xét nghiệm COVID, làm giấy thông hành thì mới đi tiếp được. Đây là sự gây khó khăn cho người dân khi họ không còn cơ hội sống sót nếu ở lại. Ngày 20 tháng 9, họ đến chốt kiểm soát dịch Cai Chanh, huyện Đắk Lắk tại Đắk Nông. Tất cả gần như kiệt sức, tiền trong người cũng sắp cạn. Sau khi cho ăn uống, chốt kiểm dịch đã quyên góp tiền trong đơn vị và các nhà hảo tâm được một số tiền, thuê xe cho 12 người tiếp tục hành trình. Đến chốt kiểm dịch ở tỉnh Bình Dương thì bị yêu cầu quay lại, dù cả nhóm đã cam kết chỉ đi qua không dừng đỗ, cả nhóm đã phải quay trở lại Đắk Nông. Tương tự như vậy, nhưng ở chiều ngược lại, 15 người đang đi lao động ở Trà Vinh và hơn 10 người khác từ các tỉnh Kiên Giang, Vĩnh Long, quê ở Ninh Thuận, Bình Thuận, Thanh Hóa, v.v. bị chốt kiểm soát dịch COVID-19 của tỉnh Long An chặn lại trên quốc lộ 1, không cho qua nên phải ở lại Tân Hiệp, Tiền Giang, sống vật vã bên mái hiên một cửa hàng xe máy. Và những người đi gặt lúa, đánh cá cũng bị giãn cách. Một chuyện trời ơi đất hỡi nằm ngoài văn y tế văn hóa của các nước trên thế giới là cũng phải chào thua, đó là pháo đài chống dịch được xây trên biển hay trên đồng lúa, vốn là môi trường thông thoáng, đầy nắng gió, không có chỗ cho COVID nương thần. Ấy vậy mà, sau nhiều tháng bị giãn cách, không cho ra biển, mới đây Bà Rịa Vũng Tàu còn hé mở cho ngư dân đi đánh cá theo yêu cầu các chủ thuyền nan, thúng, máy và ký cam kết 50% số lượng thuyền đánh bắt theo ngày chẵn và 50% lại bị đánh bắt theo ngày lẻ. Ngư dân sẽ ra biển và trở về trong ngày, không phải kể kẻ xấu xuyên tạc mà chính thanh kiếm lá chắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phải lên tiếng với bài viết Đồng bằng sông Cửu Long cứu lúa. Đây là hình ảnh một chốt chặn kiểm tra COVID tại Long An. Vựa lúa Việt Nam bao gồm các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Hậu Giang có hàng triệu tấn lúa đến kỳ thu hoạch nhưng công suất
máy suất địa phương chỉ đáp ứng được 50-60% sản lượng. Do giãn cách nên không thể thuê máy và nhân công từ nơi khác đến để gặt lúa. Nguồn máy và nhân công tại chỗ cũng phải xét nghiệm COVID mới được ra đồng nên chi phí tăng rất cao. Các doanh nghiệp thu mua không thể hoạt động nên dù thu hoạch xong vẫn bị khê đọng và nếu không phơi sấy chế biến kịp thời thì sẽ bị hao hụt đến 30% sản lượng. Thật tình là không có cách nào làm dân nghèo nhanh và triệt để hơn cách làm này của chính phủ Việt Nam. Và rồi nữa, chính phủ chỉ mua vaccine của Tàu với giá rất cao. Thủ tướng từng tuyên bố chống dịch không sợ tốn tiền. Thật vậy, chính phủ vung tiền không thương tiếc mua kit xét nghiệm ngoái mũi đại trà. Cũng không tiếc tiền đưa quân đội từ miền Bắc và miền Nam. Tiền quỹ vaccine dư thừa gửi tiết kiệm. Ấy vậy nhưng với phương tiện vũ khí khả dĩ duy nhất là vaccine thì chính phủ chưa tiêu tốn mấy đồng tiền. Con số 150 triệu liều vaccine của Anh, Mỹ mà Bộ Y tế công bố đặt mua từ đầu năm đến nay vẫn chưa hề về bến. Những Pfizer, Moderna, AstraZeneca hầu hết đều là của tặng, của cho. Và những loại vaccine tốt này thì lại ưu tiên tiêm cho các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản trước. Vaccine được mua chỉ là vaccine Tàu. Sau 5 triệu liều của Vạn Thịnh Phát mới đây, chính phủ đã ưu ái ra nghị quyết mua tới 20 triệu liều vaccine của Trung Quốc với giá cao ngất ngược hàng đầu thế giới. Khẩu hiệu vaccine tốt nhất là vaccine sớm nhất, nghe chừng bất nhất trước bài học thực tế của lân bang từ Campuchia, Indonesia đã tiêm vaccine Tàu hơn 50% dân số mà dịch thì vẫn bùng phát như thường. Mỹ và châu Âu đã hoài nghi không thừa nhận vaccine Tàu vì thiếu dữ liệu khoa học, nhưng ngay các nước nhược tiểu quanh ta cũng chia tay với nó vì thực tế vô hiệu hoặc kém hiệu quả. Sao lại buộc con cháu và người dân Việt Nam phải tiêm thứ vaccine này? Sau mấy mũi cách ly, vaccine Tàu là nỗi ám ảnh lớn thứ ba hơn COVID của người dân Việt. Và sợi dây thòng lọng, thẻ xanh của thời mở cửa, buộc người ta phải chấp nhận chết vì vaccine còn hơn chết vì đói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 9 năm 2021 với bản tin Đóng mở đá nhau, ngoái mũi và vaccine Tàu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d. We'll be right back.